gì này? Ba. Ba gì mà ba hả? Ba gì? Tên này. Đừng đánh vào em thế. Xin chào các bạn. Xin chào các cụ. Hôm nay Bố Quý và Mai Chi sẽ cùng nhau. Nào bẩn hết gấu rồi, đi dậy 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 dậy. Bẩn hết gấu rồi, đi đi vào cho gấu vào. Xem ai khỏe hơn. Ui. Xem ai khỏe hơn. Ui. Cẩn thận rách gấu. Này. Em đã thua và sở bài ăn vạ. Chi đứng dậy nhanh, Chi đứng dậy và đi vào, đi vào. Chi đứng dậy. Đây. Chi khỏe hơn. Chi khỏe hơn, đi vào, đi vào nhà, đi vào nhà. Đi vào nhà. Đi vào nhà. Chị không biết nhường em ạ. À. Đi vào nhà. Đây. Này nó trôi hoài con cún đó đấy. Ha, nó đuổi theo rồi chị ơi. Gấu kia mà. Ôi giời, nó thảm. Thôi. Nó thấy gấu rồi nhưng mà nó chưa leo được chị ạ. À. Thử xem nó. Nó đã lật được xe lên. Để từ. Xe nó trượt ra. Xe này rất là trơn đúng không? Ừ. Xe này nó có bánh xe rất là trơn. Thôi nó trở lên nhỉ. Trơn quá. Trơn quá chị ạ. Chị ơi trơn quá. Chị ơi trơn quá. Chị ơi trơn quá. Bé gấu con. Đây. Bé gì nữa, còn lớn rồi. Con vất vào giường bàn. Úp lên, lấy chăn giấu lên. Lấy chăn giấu lên, không nhanh không, nó nhìn thấy bây giờ. Chị, lấy chăn giấu lên. Được chưa? Xong rồi gọi Amy vào, gọi Amy ơi đi. Đâu Amy biết gấu ở đâu đi. Gọi đi. Ôi giời. Bố Amy biết gấu ở đâu đấy. Xem nó tìm thế nào. Nó tìm. À nó tưởng ở trong này không có. Ôi nó lại đòi quả chuối kìa. Amy ơi gấu ở trong chăn mà. Nó có hiểu đâu mà. Amy ơi gấu ở trong chăn mà. Thằng này chưa biết nghe. Nó lại tưởng chăn của. Chăn của bố Quý. Amy ơi gấu ở đâu mà. Chắc là gấu bôi cái thuốc gì gấu xuống dưới này rồi. Hà hà hà, hai chị em nhà này.